xe cuốc chuẩn bị trưa cầu nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo phần lúc nãy thì mình vớt nó lên nè nha các bạn. Này đổi cứu phà luôn rồi nha. Cũng may ở trong không có sao hết trơn nha. Ở trong nó dán, mịch dán rất là kín nè nha. Nước không có vô được nha. Giờ tiếp tục mình bơi phà đi nha. Đó, lẹ quá chừng lẹ không có chớn nó trôi đi luôn à. Đó tới đây nè, chỗ này cũng đất không rồi các bạn. Không. Hết đây luôn. Tôi thả thế cho nó chui ra qua cầu cầu thấp cái nha. Tới cầu rồi, tới cầu rồi. Giờ lại lấy chớn nghỉ nó cái qua luôn rồi. Rồi ngập luôn cục xe vô luôn rồi. Ngập luôn rồi, đẹp đẹp luôn. Xe nó bắt đầu lấy chớn qua nha. Xe vô luôn rồi. Ê
xe vô ngâm nước hoài luôn à. Rồi mới cho vô nước các bạn ơi, nó qua luôn nha. Rồi xong kẹt cậu luôn rồi, kẹt cậu rồi. Nước vô dữ rồi. Kẹt cậu nước lên đền luôn rồi. Dễ vậy chị em nói. Chết mẹ chạy ra luôn rồi. Quá khó khăn, qua cái cầu hết sức. Vô nước dữ lắm luôn nha, mới qua cầu được đó nha. Không ngậm theo một bát vô cương luôn rồi. Nó gặp tới mấy cái chữ gấp gấp lẻ hết rồi. Này chơi cái này coi bộ lầy lội luôn rồi đó. Đấy rồi đó. Chơi qua cầu cái là ngập siêu vô dân rồi. Vớt lục bình nha các bạn. Này vớt lục bình bỏ lên bờ hết nha các bạn.
các bạn thấy cây chỏ nó bút vô lắm gút luôn à. Đấy, lật ngấm rồi. Quá nặng rồi. Mắc kẹt ở đây luôn rồi. Qua đó hết nói cái phà không, quá trời bự rồi. Kẹt cái phà ở đây luôn rồi. Thank you.
Rồi cái tạ là bự quá, quay ngang không được nè. Quay ngang dướng nữa nè. Bỏ bên đây luôn. Rồi bung cái chỏ cái ti gạo luôn rồi. Mày chú vừa trong luôn. Rồi. Rớt xuống lại rồi. Dầu thích kẹp không dính vậy. Lên nước mà không. Thank you.
Rồi mình xin tạm biệt video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.